Chào mừng các bạn đã đến với Bookshop Chuyện Sách Tiếng Anh. Bookshop Chuyện Sách Tiếng Anh là một trang bán sách online, nhận order tất cả các loại sách từ Amazon, eBay và các store, các website online tại Mỹ. Bookshop Chuyện Sách Tiếng Anh đó, bán tất cả sách bán tại Mỹ do mình, người sống ở Mỹ, và mình nhập và mua các loại sách mới, sách used, sách new ở Amazon và eBay và tất cả các website ở Mỹ, các store ở Mỹ luôn. Nên mình sẽ gửi về Việt Nam để bán. Và cái giá sẽ tính giá thấp nhất có thể cho các bạn khi bạn order. Họ nhận cái order sách nhiều, số lượng nhiều. Thì các bạn nên liên hệ mình để check giá, và nên gửi, nếu mà mua số lượng nhiều quá thì gửi một cái list bỏ vô cái Google Sheet và gửi qua đó để mở chế độ public đó, để mình check giá sách. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cuốn sách mà mình đã order cho khách. Cuốn sách này cũng sách nhiều nha các bạn. Nhưng nhìn bên ngoài, bên ngoài và phía sau, phía trước của nó, bên trong sách, tuy giấy nó hơi đổi màu chút xíu, nhưng mà nhìn thấy rất là ok. Sách yêu rồi nhưng mà cũng còn như là sách mới vậy đó. Có một số mẫu sách mới cũng có cái màu giống vậy thôi chứ không có khác biệt gì hết trơn á. Có số sách thì nó in lại giấy màu trắng, còn số sách thì nó in là giấy màu ngà ngà vậy nè. Nhưng mà bên trong sách thì chất lượng còn mới hết, không có bị bể, không bị gạch xóa hay là gì hết, không bị highlight, không bị gạch. Thì các bạn nào muốn order thì cứ lên amazon.com check, tìm sách, tìm link sách ở trên Amazon, rồi xong cứ gửi link qua cho mình thì check giá. Ở cuốn sách này giống như mình mua cho khách là sách used, không có vấn đề gì hết, sách cũng còn như mới như thường. Các bạn thấy không, cứ bình thường. Ok, cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu các bạn muốn order thì cứ liên hệ với Bookshop Chuyện Sách Tiếng Anh, hoặc là liên hệ trực tiếp với Facebook Huy Đàm. Hãy nhớ like, share, subscribe cái Bookshop channel trên YouTube để biết những thông tin, những video về sách mới, những thông tin về cuộc sống và cái gì đó, những chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống ở Mỹ, và những cái kỹ thuật lập trình, những cái PC tips, những cái thủ thuật máy tính. Mình sẽ cố gắng làm video để hướng dẫn các bạn học lập trình và những thủ thuật máy tính mà mình biết được để chia sẻ cho các bạn. Cảm ơn các bạn đón xem, nhớ like, share and subscribe cái channel Bookshop Chuyện Sách Tiếng Anh. Tạm biệt các bạn.